đây, đây. Chơi gì đây? Chơi đây. Đừng có bị quạt lại ngã con nhé. Con lại đây ngồi chơi với em. Đây. Vào đây chơi, mẹ vô mẹ cắt đồ đấy nha. Xin lỗi mẹ nha, lần sau không có nghịch phá của mẹ như thế này nữa, nghe chưa? Đồ này là mẹ mua về mẹ làm mà. Con phá như thế này mẹ lấy cái gì mẹ làm? Nào đứng thẳng lên mẹ xem nào. Đi đi. Phá tung hết của mẹ ra đây rồi. Nào bỏ vào đây không? Đem vào phòng cất cho mẹ để mẹ dọn vào đây. Đem lên phòng á.